Thì ở đây trước mặt mình là có hai cây iPhone XS Max, một cây vỏ lô mình để bên tay trái, một cây vỏ zin mình để bên tay phải. Cả hai cây này vẫn còn nguyên tem người bán nhé. Đây, vẫn còn nguyên tem người bán đây. vẫn còn nguyên tem người bán nhé. Thì khi còn nguyên tem người bán này này, thì cái con vỏ zin này này, mình chỉ biết được nó là vỏ jean chứ mình không biết được nó có phải là hàng zin nguyên bản hay không, mặc dù nó còn áp. Nếu muốn biết nó là hàng zin nguyên bản hay không thì phải bóc ra nhìn bên trong thì mới biết được hàng zin nguyên bản hay không. Còn con vỏ lô này thì nhìn bên ngoài mình có thể biết được nó là vỏ lô tại vì tinh mắt ra thì các bạn có thể nhìn được cái điều đấy nhưng tí nữa mình sẽ xem chỉ cho các bạn xem đấy là cái sự khác biệt giữa bên ngoài của nó nhé sau đó mình sẽ bóc ra để cho các bạn xem phía bên trong thì nhiều người khi nhìn đến cái clip mà nhìn đến đoạn này thì các bạn sẽ bảo đấy là cái màu của con vỏ lô này nó nhìn nó xấu hơn cái màu con vỏ zin nó dại hơn thì ở đây đấy là khái niệm hoàn toàn sai nhá tại vì các bạn khi các bạn dính cái chữ vỏ lô vào đây đó thì các bạn nhìn cái màu nó đậm hơn các bạn bảo là ui nhìn nó đậm hơn như này thì cái loại đậm đậm này nhìn trông nó dại đây nó vàng nó phải như thế này nhưng nếu mình dính cái chữ vỏ lô sang màu vàng này thì các bạn bảo là màu vàng này nó nhạt hơn cái này thì nó sẽ đậm hơn ở đây mình nói thế là giữa những con máy bỏ zin với nhau các bạn để chung với nhau ấy, thì màu sắc của kính lưng nó cũng khác nhau chứ nó không giống nhau hoặc là nó không giống nhau tuyệt đối nha nó cũng có khác nhau thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn đấy là nó khác nhau ở điểm nào nó khác nhau về cái sự hoàn thiện đây, đây là hai con. Đó, một con vỏ lô một con vỏ zin. Đây nhá, khi các bạn để gần này, đó kính nức của nó sẽ gần như rất tương đồng, nó không giống không khác nhau đến cái phông chữ này. Đây các bạn nhìn cái phông chữ. Đây con bên tay trái là vỏ lô nhá, con bên tay phải vỏ zin nhá. Các bạn nhìn cái phông chữ này. Đó, phông chữ của nó gần như tương đối giống nhau đến tuyệt đối, gần như giống nhau đến tuyệt đối quyền. Đây. Đó, phông chữ iPhone này. Đó nó giống nhau gần như đến tuyệt đối có nghĩa là mình không thể phát hiện ra được đây là giữa cái kính lưng này này nếu nhìn vào kính lưng thì mình không thể phát hiện ra được kính lưng các bạn sẽ thể phát hiện ra được đấy là cái kính lưng thay thì các bạn sẽ để ý những cái viền này đó những cái viền này những cái viền nhựa này đó kính lưng thay mình sẽ phải để ý cái viền nhựa chứ còn để như này mà để đánh giá được hai con là con này vỏ lô con này vỏ zin thì không phải nhé các bạn sẽ không thể đánh giá được dựa vào cái màu của cái kính lưng không thể đánh giá được dựa vào cái màu cái cái lưng thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem đấy là sự khác biệt giữa hai con này đây đầu tiên mình sẽ cho mọi người nhìn đấy là về cái phần chân loa thì con vỏ lô mình sẽ để phía dưới nhá con vỏ zin mình để phía trên nhá đây bên tay trái là vỏ lô bên tay phải là vỏ zin nhá đây khi các bạn nhìn kỹ này các bạn sẽ thấy cái độ hoàn thiện của các cái lỗ loa lỗ loa lỗ mic của con vỏ zin nó khác hoàn toàn với con vỏ lô đó nó khác hoàn toàn đúng không khi cái những cái nỗ này nó đục này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây này nó sẽ hơi cong đi một chút này. còn cái này nó rất là thẳng nó cắt xin xí rất là thẳng cắt vát đẹp keng đây các bạn nhìn đây nó cắt cực đẹp cực đều nhiều người thì bảo đấy là cái ông ngoại à, à, cái vết cắt xin xí này đó con to con nhỏ thì ở đây mình nói luôn đấy là giữa những con zin thì nó đã không giống nhau giữa những con zin thì nó không giống nhau con này nó cũng có cắt xin này các bạn nhìn này nó có cắt cnc khi các bạn nghiêng này nó ống mặc dù nó rất mỏng nhưng có con zin nó cũng mỏng như thế này đó có những con zin nó cũng mỏng như thế này nhưng các bạn nhìn nhé khi nó cắt này có nghĩa là cái này cái cái thanh ở giữa này cái thanh ở giữa này các bạn nhìn nhỉ? đó cái thanh ở giữa này khi bạn chiếu cái ánh đèn vào nhé đây, mình chiếu cho các bạn cái ánh đèn nhé đó. đây đây chiếu cái ánh đèn cho ấy vào đây nha Đó, cái ánh đèn nó gần như rất thẳng nhá. Thẳng tắp đúng không? Còn mình chiếu ánh đèn vào phía dưới này nhá. Đó, nó cong chưa? Nhìn nó gãy chưa? Có nghĩa là cái cắt xin xin này nó bị cong xuống, có nghĩa là cái cái thành viền này, này nó cong xuống còn cái này nó thẳng tắp. Đó, đây là cái đây là do đấy là cái độ hoàn thiện nhá. Độ hoàn thiện của cái thằng vỏ zin nó sẽ khác hoàn toàn so với thằng vỏ lô. Đây, các bạn nhìn này, đây nhìn ở chỗ này thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn cái sự cong của nó nhá đây là con vỏ zin này đây là con vỏ lô này đó đây các bạn nhìn thấy chưa, nó bị cong này đó, nó cong nó mút múp này con này nó rất thẳng đó, cái vết cắt của cái khay này nó thẳng tắp này tiếp theo ở trong cái phần khay sim này, thì các bạn để ý ở đây cho mình chút nhé rút phần khay sim này ra đây nhá email con này là 585 nhá đây khay sim nó là 585 nhá Email con này là 3996 nhá, Khay sim của nó nhé. Cũng là 3996 nhá, Khay sim này là khay sim zin này. Đó. Nhưng phía bên trong này. Thì con vỏ zin Nó có một cái dòng chữ này. Đó. Còn con vỏ lô thì không. Con vỏ lô thì không. Tiếp theo nhé. Các bạn cứ nhìn đến cái màu sắc của cái phần kim loại bên trong của cái vỏ nhé. Đó. Nó gần như tương đồng với cái lớp mạ bên ngoài nhưng với con vỏ lô này thì nó khác hoàn toàn các bạn nhìn thấy chưa nó khác hoàn toàn tại công nghệ mạo nó nó không mạ vào đến đây đây các bạn nhìn thấy chưa nó khác hoàn toàn không đó nó khác hoàn toàn cái màu bên ngoài đây, xem đúng khay sim như đã 3996 này đúng không đó thì với một con vỏ lô cái độ hoàn thiện phía bên ngoài vỏ của nó sẽ khác cái độ hoàn thiện nó sẽ khác cái con vỏ zin chứ đừng đánh giá mỗi kính lưng nha, đừng đánh giá cái kính lưng các bạn sẽ đánh giá đây này các cái vết cắt này các vết cắt đây đây các cái vết cắt đây nó cắt này nó cắt rất đẹp này đó, cái vết cắt mà cắt ở cái vỏ này quanh cái nút tăng giảm âm lượng này đó nó cắt rất đẹp con này cắt nó kiểu như nó bị bo múp xuống này đó nó bo múp xuống có nghĩa là cái vỏ này nó bị cong xuống nó nún xuống đây đó. cả hai con máy này cùng nguyên áp nhé đó cùng còn nguyên áp thì đây nhìn bên ngoài thì các bạn nhìn ở những cái điểm đấy cho mình nhé còn bây giờ mình bóc ra để cho các bạn nhìn bên trong nhé đây bóc ra cho các bạn nhìn nhé tắt cái clip này đi nhé xong rồi quay lại nhá, đây nhá email của nó là 3996 nhé đây email đây 3903996 33996 đây 390 33996 nhé con này là 3975585 585 nhé 375 nhé Ok giờ mình bóc này cho các bạn nhìn bên trong nhé đây bóc hai con này nhé con vỏ lô vẫn để bên tay trái nhé Email con vỏ lô 3903996 con vỏ zin vẫn để bên tay phải, email của nó là 3975585. Đó. Con zin này thì nó là zin nguyên bản. Đó, bóc ra nó là zin nguyên bản 100%. Đúng nó là máy zin nguyên bản 100%. Bóc ra đầu tiên nhìn là cái gioăng áp này. Nó khít đến từng chi tiết. Đó, nó khít từng chi tiết. Tiếp theo đấy là cái cái siêu siêu pin này. Siêu pin zin này. Để tí nữa các bạn so sánh với con vỏ lô này, con vỏ lô nhá. Mở ra nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhá để ý mình đến cái siêu pin zin nhá màn hình zin theo máy này không có vết vân tay vân chân gì nhá camera cái đe mình bóc ra đây nó phẳng căng như thế này đó nó phẳng căng không hề có vết vân tay gì ở trên những cái cái đại này nhá đây bóc con vỏ lô ra đây nhìn chán mẹ luôn đây bóc con vỏ lô đây màn hình này dấu đầy này dấu này của hai thằng nhá hai thằng cam kết mặc dù nó là màn zin con này đúng là cái màn này là màn zin màn zin bóc máy thật nhưng cái màn này không phải là màn đi theo bên này nhé cái màn này mình đảm bảo 100 cái màn này không phải là của cái máy này cái màn này là nó đi mua ngoài nhé mặc dù nó đúng là màn zin bóc máy đó tiếp theo để ý đến cái siêu pin này à cái cái doang áp này cái doang áp đây nó lệch lòi này các bạn nhìn nhé đây nha nó lệch lòi nhá đó nó lệch lòi này cái doang này là doang dán lại này đó nhìn nhá đây nó lệch ra như này mà đây nhìn này đó lệch lòi nó không phải là cái răng của cái cái máy này đây là cái răng rắn lại nha nhìn nha lệch lòi nha đó lệch lòi này siêu pin này siêu pin này là siêu pin lô nhé camera thì rửa rồi này camera rửa rồi này ấn này còn phập phà phập phùng này nó cạnh nhẹ cái khi bay bốn cái lớp kim loại này ra đó cam rửa nhá cam rửa này màn thì màn zin nhưng không phải màn zin của máy đó siêu pin dán lại đây mở ra bên trong các bạn sẽ nhìn thấy như này đây mình so sánh giữa hai con cho các bạn nhìn cho nó cụ thể cho nó rõ nhé đầu tiên là nhìn màn hình thì đúng là con này này nó không có một tỷ vết nào cả không có cái hiện tượng vân tay vân tùng gì cả con này thì không những vân tay đầy mà còn dấu đầy này. nó còn đóng cả dấu lên để đảm bảo an toàn mà, nó phải đóng dấu đó tại vì cái thằng bán ấy, nó phải bảo hành nên nó phải đóng dấu tiếp theo nhìn cho mình đến là cái siêu pin nhé đây siêu pin zin này này Đó. siêu pin dựng này, này khác nhau không cái lõi cao su bên trong này chấm phao này đây nhìn này nó chấm phao rồi con thằng này nó đâu chấm phao như thế đâu đây nó không chấm phao như thế đâu khi thay pin ấy rút cái siêu zin này này nó khác hoàn toàn với rút cái siêu dựng này rút cái này này chắc như là chắc như nêm rút phát ra đất, đất Nhưng cái này thì rút rất dài Đó. khác nhau nha Doang này dòng áp đây dòng áp đây nó khít đến như thế này đó, nó khít từng chi tiết này dòng áp của bố này, này nhìn này đó làm lòi dán lại mà đây dòng áp này là dòng áp dán lại đó, dán lại camera thì rửa đây nhìn giữa camera đây một con địa hình đồi núi một con đồng bằng nó phẳng như này không đây nó phẳng như này mà con này thì gồ ghề con này gãy nhẹ cái khi bong bố miếng miếng kim loại ra này. đây cái hàng vỏ lô ấy thì thường nó sẽ đi với những cái loại như này ví dụ vỏ lô ấy thì cái con cam này này nó sẽ đi với cam rửa tại vì sao tại vì cái vỏ đấy nó rơi vỡ rất nhiều rồi nó có thể nó rất là nát rồi thì camera của nó là bụi là điều hiển nhiên màn hình có thể là vỡ rồi thì hiển nhiên nó phải thay cái màn hình khác vào nhưng ở đây đây nó thay màn hình zin vào này nó đóng lại áp này để làm gì để những ông nào mà chỉ chăm chăm vào mỗi cái app này, này. thì đớp con này mặc dù đây là máy thay vỏ đó nếu nhìn không kỹ thì đớp con này đây các bạn nhìn này nhìn nghiêng qua đây cái này đó nó bị cong này đây này nó hoàn thiện không kỹ cái vỏ đó nhìn nhá nó múp 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 con con này nó khác nó ngon như này mà đó nó thẳng như này mà tắt tắp chưa nhìn nhỉ nó đâu bị múp đâu tại vì khi dập thì có thể là bố bố vỏ lô này là công đoạn hoàn thiện của bố nó sẽ khác cho nên là nó không thể nào đạt được cái trình độ như thằng vỏ zin này được không bao giờ nó đạt được cái trình độ của vỏ zin cả còn vỏ lô ấy thì đi bên trong nội thất nó sẽ kiểu như này mình cam đoan các bạn là nội thất nó sẽ kiểu như này đó đây là xin được cái đội bán nó cho mở thì mới được mở đấy chứ không nếu vỏ lô ấy ghi vỏ lô này, này mà mở ra này mà chả nó nó đập vào mặt cho ấy đây là sim nó cho mở tại vì cái cái tem này này không phải tem của nó <laughs> cái tem này không phải tem của nó đây nhìn này bên ngoài nhìn đã chán bên trong nhìn chán hơn quá chán thế nha